Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bộ đề kiểm tra đánh giá năng lực toán lớp 2 tập 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là đề số 1. Câu trả lời nào đúng? Số bé nhất có hai chữ số là số bé nhất có hai chữ số là số 10. Đó. Câu B, số lớn nhất có hai chữ số là con số 99. Nó qua bài 2, tên gọi nào phù hợp với mẫu số? Người ta họ cho là số hạng tổng. Như vậy đây là số hạng. Được không? Đây là số hạng. Như vậy có hai số hạng và tổng. Nào. Số hạng 31 cũng là số hạng và 76 là tổng. Chúng ta qua bài số 3. Hoàn thành các câu sau. Người ta họ cho là 79, 80, 81, 82 và 83. Câu A, số liền trước của số 80. Đây. Chúng ta thấy cái bạn này đứng trước đâu? Đứng trước là số liền trước. Bạn này đứng sau là số liền sau. Tương tự như vậy. Bạn này đứng sau bạn này, cho nên số này là đứng sau. Còn bạn này là đứng trước bạn này. Như vậy là liền trước của 80, như vậy con số 79. 79. Số 82 là số liền cái gì của số 81? 82 đây. Như vậy là số liền sau của 81. Liền sau số 81 và chấm chấm số 83. Như vậy là 82 là liền trước của trước 83. Số chấm chấm là số liền sau số 80. Đà, như vậy là số 81 là số liền sau số 80. Số 81 là số liền sau số 80. Và số 81 này là số liền sau của số 80 và liền trước của số 82. 81 là liền sau của 80 và nhưng mà nó liền trước của 82. Chúng ta qua phần tiếp theo. Đặt tính rồi tính. 35 ta cộng với 12 5 ta cộng cho 2 là bằng 7. 3 ta cộng 1 là bằng 4. 46 ta cộng cho 21. 6 cộng 1 là bằng 7. 4 ta cộng cho 2 là bằng 6. 53 ta cộng 45. 538, 549. 62, 27. 7, 2 cộng 7 là bằng 9, bằng 8. 8. Chúng ta qua bài số 2, tính nhẩm. 40 ta cộng 40 là bằng 80. 50 ta cộng 20 là có nghĩa là 50 ta cộng với 20 là bằng 70, 70 chính là bằng 70. 30 ta cộng cho 20 là 20 ta cộng với lại 30 là 50. 50 ta cộng với 30 là 80. 40 ta cộng với 20 là 60. 60 của ta cộng 10 là bằng 70. Nó qua trang tiếp theo. Chúng ta qua bài số 3. Mẫu chiếc thước kẻ dưới đây dài bao nhiêu decimet, trả lời vào ô trống. Người ta hỏi là decimet, chữ decimet là chữ D và chữ M. Như vậy cái thước này người ta họ đang cho là centimet này, đây là cái chữ nhỏ nhỏ này là centimet.
Như vậy đây là 20 cm. Dạ, như là 20 cm. Cái thước này là 2 cm. Mà người ta yêu cầu là bao nhiêu decimet? À, như là 20 cm, chúng ta đổi ra decimet là đơn vị, là đơn vị nhỏ, chúng ta đổi ra đơn vị lớn, chúng ta chia cho 10, hai đơn vị đứng liền kề nhau. Cho nên chúng ta chia 10, chia 10 là được là 2 decimet. À, như là 2 decimet. Dưới này à cũng là centimet, nhưng là đây là 30 cm. Như vậy là 30 cm chúng ta đổi ra là decimet. Như là được 3. Đây là số 3. Chúng ta qua bài số 4. Dùng đúng đơn vị centimet, decimet trong các câu sau. Câu A, một đốt ngón tay út của em dài bao, khoảng cỡ bao nhiêu, bao nhiêu? Bao nhiêu người ta cho là khoảng 1 chấm chấm. Dùng decimet hay là centimet? À, một người ta nói chữ đốt. À, đốt là đây. Đó, từ cái ngón tay út đây là có một đốt, hai đốt và ba đốt. Đó, một đốt của thầy, đi thầy lấy cái thước thầy đo thử coi. Như cái đốt của thầy là 1,5. À, 1,5 centimet. Như vậy cái ngón của các em, cái đốt của em thì nhỏ ngắn hơn thì được khoảng cỡ 1 cm. Yeah. Một gang tay của em thì dài bao nhiêu? Một gang tay của người lớn là dài 20 cm. Đây, ví dụ thầy gang cái tay này từ đây ra. Rồi. Đây. Cái thước này là thước 20 cm, một gang tay của thầy là 20 cm. Thì có em này khoảng cửa là 10 cm. 10 cm chúng ta đổi ra là 10 cm nè. Là bằng 1 decimet. Nhà chỗ này là decimet. Bài số 5. Theo một nghiên cứu ở Singapore, một ly trà sữa trân châu đường đen như hình bên dưới chứa khoảng 20 thìa đường. Như vậy cái này là trong này là khoảng cỡ 20 thìa đường. À. Nếu một ngày bạn Nhi uống 2 ly trà sữa như vậy thì bạn đã đưa vào cơ thể bao nhiêu thìa đường? Về 1 ly là 20 thìa, nhưng mà 2 ly thì chúng ta sẽ có là 40 thìa. Cái này là số thìa đường. Vào cơ thể là ta lấy 20. À, ta cộng cho 20 là bằng 40 thìa đường. Đáp số bốn mươi thìa đường. Chúng ta qua bài số 6. Quan sát hình gồm những dây ri ban sau. Rồi có màu dây thứ A, dây B, dây C và dây D từ 0 tới 10 cm. Câu A, dây ri ban dài nào dài là 1 decimet? À, 1 decimet thì chúng ta đổi ra được là 10 cm. Chúng ta xem cái nào mà dài 10 cm. Đây câu B này, từ số 0 tới số 10 này. Rồi, như vậy là B dài 3 B. Dài 3 C dài hơn 3 D mấy centimet? Người ta so sánh C với lại D. Và chúng ta xem nè, cái này
từ 2 tới 8. Như vậy chúng ta lấy 8 ta trừ cho 2 là bằng bằng 6 cm. Câu này là gì? Từ 4 nè tới đây là 9. 9 ta trừ cho 4 là bằng 5 cm. Được chưa? Này, chúng ta giống lên đây, chúng ta thấy 9 đó chưa? Đây giống lên đây là 4 đúng không? Ta lấy 9 ta trừ cho 4 là bằng 5. Còn này là, như vậy là lấy 6 ta trừ cho 5 là bằng 1. Như vậy là C dài hơn D là 1 cm. Dây ri băng nào ngắn nhất? Và chúng ta đi tính hết. Được không? Dây ri băng này là 10 cm. Cậu này là từ 1 tới 5 ta lấy 5, ta trừ 1 là bằng 4 cm. Đây là 4, 10, 6, 5 như vậy. Dây ri băng Câu D. Dây ri băng A ngắn hơn dây ri băng D mấy cm? Chúng ta lấy A chúng ta so với D. D là 5. 5 ta trừ cho 4 là 1. Đó, 5 nè. Ta trừ cho 4 là bằng 1. Là 1 cm. Như vậy cái bài hôm nay chúng ta tổng kết lại là chúng ta sẽ học là số hàng và tổng và decimate. Decimate là một đơn vị đo độ dài. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.